chào anh em đã đến quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau build một cấu hình gaming PC trong tầm giá dưới 20 triệu. Cụ thể là nó rơi vào khoảng 19 triệu. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em mua tại TNC Store thì sẽ được có rất nhiều cái gói quà tặng. Đầu tiên anh em có thể lựa chọn gói quà tặng là tặng gaming gear chẳng hạn, thì anh em sẽ không cần phải mua thêm chuột phím nữa. Hoặc anh em có thể chọn giảm trực tiếp vào giá bán, thì lúc đấy nó chỉ còn khoảng chưa đến 19 triệu. Tuy nhiên thì câu chuyện đó để sang một bên đã. Cái quan trọng nhất là bây giờ mỗi khi mà anh em chúng ta muốn build một cấu hình gaming PC thì chúng ta sẽ phải làm gì đầu tiên? Đây sẽ là phần tâm sự của video này. Và phần tâm sự này mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là dài và chúng ta sẽ cùng quay trở lại sau phần intro. Để có thể build được một cấu hình gaming PC thì cái điều đầu tiên mà anh em nghĩ đến đó chính là những tựa game mà chúng ta chơi. Nếu như mà anh em chơi game online, chơi game nhẹ nhàng, chơi game e-sport chẳng hạn, thì có lẽ là chúng ta sẽ không cần quá đầu tư quá nhiều tiền. Ok, tiếp theo nữa là nếu như mà anh em chơi game AAA thì mọi thứ nó sẽ nặng nề hơn một chút, càng chúng ta sẽ phải khỏe hơn một chút, có thể là ít nhất là từ 2060 trở lên, hoặc là RTX 3050 nếu như anh em gọi là muốn minimum setting nhưng mà vẫn trải nghiệm được những cái gọi là FPS mượt mà. Còn nếu như mà anh em chơi game gọi là dạng hardcore ấy, anh em muốn GoPro, chỉ là những cái tựa game online thôi, chỉ game eSports thôi, nhưng anh em muốn GoPro thì lúc đấy cái nhu cầu build của anh em lại khác. Ok, có thể là cái nhu cầu chơi game chúng ta là một chuyện nhé, nhưng mà chuyện quan trọng hơn là cái ngân sách của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ trong video này đi, chúng ta có khoảng 20 triệu đổ lại thì chúng ta sẽ build như thế nào? Vâng, để gọi là build được một cấu hình gaming thì thường ấy, thông thường nhé, chúng ta sẽ tập trung vào GPU trước, tức là card đồ họa, bởi vì nó sẽ là cái thứ mà mang lại cái FPS, mang lại trải nghiệm chúng ta khi mà chúng ta chơi game nhiều nhất. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ card đồ họa. Vâng, và trong cái cấu hình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em chiếc card đồ họa là RX 6600. Trong cái tầm giá 10 triệu đồng, 9 đến 10 triệu thì RX 6600 đang là một sự lựa chọn mà theo mình nhé, là nó khá là hợp lý. Bởi vì là anh em có thể thoải mái, anh em dừng ngay video này lại và anh em xem tất cả những cái so sánh card đồ họa trong tầm giá 10 triệu 6600 so với cả RTX luôn, RTX 3050, cùng một tầm giá, cùng một phân khúc. Có thể là RTX 3050 nó sẽ cao hơn một chút, nhưng cái ray tracing ở RTX 3050 thật sự là nó chưa gọi là mang lại quá nhiều tác dụng. Thật sự đối với mình cảm nhận là như vậy. Nếu như mà anh em chơi game mà muốn nhiều FPS, anh em sẽ tắt ray tracing đi, đúng không? Lúc đó thì nó lại so sánh với RX 6600 lại gần như không phải là đối thủ. Dĩ nhiên là sẽ có những tựa game nhiều FPS hơn, có những tựa game khác thì lại thấp hơn. Nói chung là đây là một đối thủ khá nặng ký. Ok, cứ cho là chúng ta đã đầu tư 10 triệu vào card đồ họa rồi đi. Vậy thì với khoảng 10 triệu còn lại, anh em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cần phải đầu tư vào tất cả những thứ khác: main chip, nguồn RAM, ổ cứng, vỏ cây, rất nhiều thứ. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ok, với tác vụ gaming thì thật sự là CPU nó không phải là thứ mà quá ăn. Quan trọng nhất là chúng ta cần một cái con CPU mà có hiệu năng đơn nhân tốt. Nếu như mà càng tốt thì càng tốt. Cái hiệu năng đơn nhân càng mạnh thì càng tốt. Tuy nhiên thì với cái tầm giá này, mình nghĩ là một con CPU Intel Core i3 là đủ. Và ở đây chúng ta có i3-12100F. Dĩ nhiên là 100F rồi, bởi vì chúng ta sẽ không cần tới những cái như là Intel Quicksync để chúng ta làm việc, để dựng video cho nó trơn tru mượt mà hơn, suất H264 nó ngon lành hơn. Không cần. Chúng ta chỉ cần hiệu năng đơn nhân của nó thôi. Còn cái GPU tích hợp bỏ. Còn nếu như mà anh em muốn stream nhẹ nhàng chẳng hạn, thì đôi khi cái GPU tích hợp của CPU lại giúp chúng ta một phần nào đó giảm tải cho cái hiệu năng đến từ card đồ họa. Nhưng mà chuyện đó tính sau, gaming nhẹ nhàng đã. Thì với Intel Core i3 12100F, mình nghĩ là với mức giá của nó hiện tại rơi vào khoảng 2.7 triệu, thì nó sẽ là một con CPU gaming cực kỳ ấn tượng. Thông tin về nó thì có lẽ là anh em đã quá thuộc rồi, hoặc là anh em chỉ cần gõ đơn giản lên Google 12100F Enter ra luôn một tràng, cho nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Đó là Intel Core i3 12100F. Tuy nhiên thì có một cái điều hơi dở một chút, đó là anh em cũng biết rồi đấy, Intel Core i3 12100F thì sẽ sử dụng socket là LGA1700, sử dụng chipset mới, cho nên chúng ta sẽ cần những cái mainboard mới, cũng như là hệ thống tản nhiệt cũng phải mới. Cho nên nếu như mà anh em đang sử dụng một cái bộ PC cũ sử dụng LGA1200 trở về trước, hoặc là 1151 chẳng hạn, thì anh em sẽ cần phải thay cả tản nữa. Nhưng mà không sao, con này nó có sẵn tản nhiệt stock, mà tản stock cho i3 rồi thì chúng ta chỉ gaming thôi, thì mình không nghĩ là nó quá nóng. Về mainboard thì với cái ngân sách này, ngân sách còn có 10 triệu cho main chip RAM, thì mình nghĩ một chiếc mainboard H610 ASUS RAM
sẽ là cái thứ mà anh em sẽ cần tìm kiếm tới. Bởi vì mức giá con H610 này, dòng Prime của Asus thì nó khá là cơ bản thôi. Chúng ta sẽ không có quá nhiều thứ fancy như là không có ốp giáp tản nhiệt này, tản nhiệt VRM này. Anh em sẽ không có quá nhiều công nghệ phục vụ ép xung, rồi thì ép xung RAM, rồi thì kể cả số lượng khe RAM chúng ta cũng chỉ giới hạn là 2 khe mà thôi. Nhưng cái mức giá của nó là khoảng 2 triệu 3, cộng lại cả chip, cả main, chúng ta có một combo khoảng 5 triệu. Như vậy là anh em đã tiêu tốn 15 triệu chỉ cho những cái linh kiện sẽ mang lại hiệu năng chính cho chúng ta: main, chip và các đồ họa. Vậy thì Prime H610 còn có gì để anh em có thể gọi là suy nghĩ để chúng ta cho một cấu hình gaming? À, H610 ngoài cái việc là nó có giá rẻ ra thì cái việc mà nó đến từ thương hiệu Asus cũng là một cái điểm cộng, bởi vì là Asus là một cái thương hiệu rất là lâu năm trên thị trường, bên cạnh đó là được cái sự tin tưởng của anh em game thủ từ rất lâu rồi. Và H610 mặc dù nó là sử dụng cái chipset H610 thôi nhưng mà nó vẫn trang bị đầy đủ những cái công nghệ mà anh em cần, ví dụ như là khe SSD M2 chuẩn NVMe để anh em có thể có được một tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh hơn, rồi thì ta cũng vẫn sẽ có một khe PCIe X16 để anh em có thể cắm được card đồ họa với chuẩn là PCIe 4.0, anh em vẫn có ở đây luôn. Tuy nhiên thì hơi đáng buồn một chút là cái khe M2 để anh em gắn SSD NVMe chỉ là PCIe 3.0 mà thôi. Nhưng mà không sao cả, bởi vì là với ngân sách khá là hạn hẹp thì anh em sẽ khó mà có thể đầu tư một cái chiếc SSD gọi là Gen 4 đúng không? Cho nên là một chiếc SSD SATA 3. Với mình là với tốc độ của SATA 3, dung lượng 240GB thì để anh em chơi những cái tựa game gọi là online, game eSports là khá đủ. Còn nếu như mà anh em chơi game AAA cần phải load map nặng rồi load game rất là nặng ấy, thì chiếc SSD này có lẽ là nó sẽ hơi khiến anh em phải chờ lâu một chút. Kể cả dung lượng thì cũng không thoải mái để anh em có thể chơi, cài được quá nhiều tựa game. Nhưng mà đổi lại thì với những tựa game online, game eSports thì mình nghĩ là đây là một cái lựa chọn đủ. Và chi phí để anh em bỏ ra cho chiếc SSD này nó chỉ rơi khoảng 800.000 thôi. Vậy thì cái thứ mà chúng ta nên đầu tư đó là gì? Đó là dual channel RAM. Thay vì anh em mua một chiếc SSD NVMe PCIe 3.0 dung lượng khoảng 500GB thì anh em hãy lên hai thanh RAM cho mình. Đây, G-Skill Ripjaw, đây là RAM DDR4 có xung bus là 2800. 2800 thì không phải là một cái bus quá cao, tuy nhiên thì mức giá của một thanh này nó chỉ rơi vào khoảng 850 thôi. Hai thanh cộng lại là anh em chỉ tốn khoảng 1 triệu 7 cho hai thanh RAM, nhưng đổi lại chúng ta có 16GB, tổng dung lượng RAM là 16GB. Ốp giáp tản nhiệt rất là đẹp, thiếu mỗi một tí RGB nữa thôi là hoàn hảo. Nhưng mà mình biết là có nhiều anh em không thích RGB. Với dual channel thì chúng ta sẽ có một cái hiệu năng gaming chắc chắn là ngon hơn rất nhiều. Và đặc biệt là với những tựa game hiện nay, mình thấy có nhiều game là mặc dù là game online thôi, 16GB vẫn mang lại chúng ta một cái gì đó nó khác bọt hẳn. Đặc biệt ví dụ như là CSGO, nếu anh em chỉ có một thanh RAM thôi, chạy single channel thôi, và so sánh với việc chạy dual channel thì nó khác bọt tương đối nhiều đấy. Và như vậy chúng ta đã tiêu tốn khá khá rồi đấy. Anh em sẽ còn dư đâu đó khoảng 2 triệu, khoảng hơn 2 triệu một chút, thì anh em sẽ đầu tư vào gì? Vào nguồn đi. Nguồn sẽ là thứ mà bắt buộc phải có nếu anh em muốn cấu hình PC chúng ta chạy được, thì anh em có thể lựa chọn một bộ nguồn trong tầm giá khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em bộ nguồn Antec Atom B550. Đây là bộ nguồn giá rẻ, có giá chỉ khoảng 1 triệu thôi, nhưng mà đổi lại chúng ta có công suất là 550W cùng cái chuẩn là 80 plus đồng. Thì với cái chuẩn 80 plus đồng này thì anh em có thể đảm bảo một cái hiệu suất chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi 550W này dưới công suất tiêu thụ gì đấy nó rất là phức tạp. Và mình cũng đã có một video riêng giải thích về cái 80 plus các thứ này rồi, anh em có thể tìm lại trên TNC channel nhá, hoặc là được link dưới phần mô tả hoặc chữ y trên đầu mình nữa. Rồi, đó là về nguồn. Như vậy là anh em sẽ còn đâu đó khoảng quanh quẩn hơn 1 triệu nữa. Thì mình nghĩ là anh em nên đầu tư vào một cái vỏ. Và cái vỏ cây này mình giới thiệu cho anh em. Anh em nhớ cái bộ vỏ khá là huyền thoại, đấy là Sigmatic NIC không? Là bộ vỏ người yêu cũ ấy. Thì đây mình sẽ giới thiệu với anh em một con vỏ mới, đó là Sigmatic NIM người yêu mới. Có người yêu cũ thì chắc chắn là phải có người yêu mới. Ưu điểm của bộ vỏ này đó là cái giá rất là phải chăng. Chúng ta sẽ có hai mặt kính nhé, hai mặt kính, mà trong khi nó giá của nó chỉ khoảng 1 triệu thôi. 1 triệu anh em sẽ có một vỏ cây MATX hai mặt kính, đóng kín nguồn, có hở nguồn một chút để anh em có thể show ra cái nguồn chúng ta, hoặc là anh em có thể trang trí cái sticker gì đó vào nguồn trông khá là hay ho, thú vị.
Bộ vỏ này tuy mức giá không quá cao nhưng mà chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ cổng mic và tai nghe ở trên này, cổng USB 3.0 không thiếu gì cả, nút nguồn, nút reset, và quan trọng nhất ấy là nó còn được tặng sẵn hai cái fan trong này đó, hai cái fan anh em có thể nhìn thấy từ phía kia đó, chúng ta sẽ thấy hai cái fan ở mặt trước. Tuy nhiên thì nhược điểm mình cũng sẽ nói thẳng luôn, nhược điểm của bộ vỏ này nhá là cái mặt kính ở trước này nó sẽ có khe hở khá là mỏng so với cái phần thân, cái phần khung, cho nên là cái airflow từ đằng trước này vào nó sẽ thật sự là không quá cao. Tuy nhiên là nếu như mà anh em muốn airflow thật tốt, thật sự tốt thì anh em có thể qua TNC và lựa chọn những bộ vỏ khác. Và có một điểm hay nhá là airflow nó không chỉ đến từ mặt trước đâu, cái bộ vỏ này này Sigmatic đã tính toán rồi, mặt trước hơi kín gì thì chúng ta có mặt dưới. Mặt dưới này bình thường cái phần ở trên che nguồn ấy nó sẽ là một miếng kim loại kín. Mình thấy nhiều bộ vỏ giá rẻ nó sẽ là một miếng kim loại kín, tuy nhiên thì cái bộ vỏ này thì lại được đục lỗ rất là nhiều để giúp cho cái cạc đồ họa chúng ta khi mà đặt ở phía dưới này nó sẽ hút được gió từ bên dưới lên. Dĩ nhiên là cái nguồn chúng ta sẽ che một phần rồi, nguồn nó sẽ che một phần rồi, nhưng mà không sao cả, nó vẫn sẽ khá thoáng ở phần dưới này giúp cho cạc đồ họa chúng ta mát hơn. Tuy nhiên thì bộ vỏ này vẫn là một bộ vỏ mà mình lựa chọn bởi vì quan trọng nhất là chúng ta được gắn sẵn hai cái fan ở trong này đó, nó sẽ giúp cho airflow của chúng ta được thoải mái hơn một chút. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau lắp cấu hình này lên và test xem cấu hình PC gaming dưới 20 triệu sẽ như thế nào nhé. À nhưng mà trước khi lắp, mình có một ý kiến như này. Có nhiều anh em sẽ bảo là tại sao không dùng RTX 3050? Thì thật ra là mình cũng có RTX 3050, mình để đâu đấy đây này. Đây đây, mình sẽ nhờ cameraman. Đây, RTX 3050. Có luôn. Tuy nhiên thì nếu anh em gắn chiếc này vào thì tiền nó lại cao hơn. Thế thôi. Mà FPS chắc gì đã ngon hơn. Ngon hơn hay không, chúng ta sẽ có một video khác để so sánh trực tiếp cũng trên chính cấu hình này luôn. Vẫn là những linh kiện này, chỉ có cạc đồ họa được thay đổi thôi. Anh em chờ video đó nhé. Còn bây giờ thì chúng ta thôi lắp thôi, cũng như là còn test nữa. Thank you.
Vâng, và cái tựa game đầu tiên mà chúng ta test với cấu hình này thì anh em có thể thấy cấu hình mình đã để bên cạnh rồi. Một cấu hình có giá chưa đến 20 triệu đồng nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chiến những tựa game AAA. Ví dụ như trên màn hình đây là con game Forza Horizon 5. Vâng, một tựa game đua xe mà có thể nói là đồ họa cực kỳ căng. Và căng đến mức mình tự tin mình để cái setting nó ở extreme luôn, anh em thấy không? Tất cả đều đã mắc về bên phải, không còn cái gì để mắc hơn được nữa. Chúng ta chỉ còn lại những mũi tên để hạn nó thấp hơn mà thôi. Rồi, vậy thì với cái max setting Forza Horizon 5 thì chúng ta sẽ được FPS như thế nào? Đây. Ôi trời ơi. Anh em có thể thấy là FPS chúng ta vẫn thoải mái khoảng trên 60 FPS. Đây có thể nói là một con game mà không chỉ có đồ họa đỉnh mà nó ăn hiệu năng cũng tương đối nhiều. Và với RX 6600 thì khi nãy mình có một cái thông báo nhỏ đấy là cái VRAM nó hơi thấp. Bởi vì mình bật max hết mọi thứ mà. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn có một mức FPS rất mượt để có thể chơi được những tựa game đua xe như này. Còn tuy nhiên nếu như mà anh em muốn chơi đua xe một cách tuyệt vời hơn, mượt mà hơn nữa, đã mắt hơn nữa với những chiếc màn hình 144Hz, thậm chí là 240Hz thì anh em hoàn toàn chỉ cần đơn giản là hạ setting con game này xuống. Bởi vì mình biết là đâu phải anh em nào cũng chơi max setting cả đâu, đúng không? Và trong những trường hợp như thế này mình bật max setting mọi thứ lên để anh em có thể hình dung được là cấu hình chúng ta có thể chơi được đến mức như thế nào. Ok, đoạn vừa xong chúng ta bị drop mất một chút ở trên biểu đồ, nó có hiện ở đây. Nhưng mà không sao cả. Nhìn chung là con game vẫn rất mượt và cái biểu đồ frame rate và frame time của chúng ta đều rất phẳng. FPS không có hiện tượng quá trồi sụt như vừa nãy là nó có một chút vật lý khi mà va chạm chiếc xe của chúng ta mà thôi. Nhưng mà va chạm thì có tụt FPS lúc va chạm cũng chả sao cả. Quan trọng nhất là lúc anh em chạy trên đường đây này, anh em thấy không? Đó, mọi thứ vẫn rất mượt mà. Biểu đồ, đồ thị FPS nó vẫn rất phẳng. Phát này xuống sông rồi, thôi rồi, xuống sông rồi. Không biết có kịp đến Sammy không anh ơi? À, Cam chắc ly. Được. Máy quá không xuống sông anh em ạ. Vâng, và tựa game tiếp theo chúng ta cùng nhau test đó chính là PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, hay anh em còn quen mồm gọi là PUBG. Hiện tại thì anh em có thể thấy là mức FPS chúng ta đang rất cao đúng không? Khoảng 100 cho đến là 140. Nếu như mà anh em muốn chơi nó một cách ổn định với một chiếc màn hình 144Hz thì mình nghĩ là nó sẽ hơi cả giật chút, nó lên xuống xuống, nó không im ở trên 144. Tuy nhiên setting này, anh em có thể thấy là mức setting của mình đang để ở một chiếc màn hình Full HD 1920x1080, render scale là 100%, còn lại là ultra tất cả mọi thứ, max setting ultra và DirectX version mình để là DirectX 12 luôn nhá. Với DirectX 12 và ultra setting anh em thấy đấy, FPS chúng ta vẫn nhẹ nhàng trên 100, đơn giản đúng không? Game là dễ. Cầu vắng thế nhở? Bình thường một con map như này không cam cầu hơi phí đấy anh em ạ. Mà cầu lại còn trong bo chứ. Chắc là vị trí này nó không hợp lý lắm ấy. Cầu này không xứng đáng để cam. Thôi nói chung là anh em mình sẽ cùng nhau đạp xe vòng tròn xem có ai để combat không. À thôi, đi xe đạp mệt lắm. Thời đại nào rồi. Đây. Ok. Vâng, thật ra là tại vì là mình đang không đeo tai nghe anh ạ. Mình đã nhường âm thanh cho anh em nghe rồi, cho nên là đấy. Nói chung là PUBG chúng ta được một mức FPS rất cao. À không phải là quá cao nhưng mà đủ để anh em có thể chơi mượt mà. Và max setting. Vâng, và tựa game tiếp theo chúng ta cùng nhau chơi thử đó chính là Valorant. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua một chút về cái setting nữa nhở. Đằng nào thì mình cũng lỡ bắn thường rồi. Chả biết đây bắn thường bắn rank nữa. Chịu. Nhưng mà đại khái là chúng ta sẽ cùng xem setting nhá. Ở trong phần setting thì anh em sẽ thấy General thì mình sẽ tắt hết những cái giới hạn FPS này. Độ phân giải màn hình vẫn là Full HD. Chúng ta sẽ không có khóa FPS. Và Graphic Quality mình để 2. Cao tất cả mọi thứ. MSAA là 4x. Và Anisotropic Filtering 16x. Đó. Bật một chút Improve Clarity, còn lại thì mình sẽ off.
và cast shadow mình cũng bật on. Đó, đây là cái setting của mình, cũng gần như là max setting rồi đấy. Và anh em sẽ cùng xem là FPS của Valorant là bao nhiêu. Như anh em có thể thấy là hiện tại FPS nó rơi vào khoảng trên 200. Tức là anh em GoPro màn hình 144Hz là thoải mái. Còn nếu như mà anh em muốn GoPro trên màn 240Hz thì giảm một chút setting thôi là quá dễ, trong tầm tay. Wow, gì đấy? Wow. Đặt đi. Úi dồi. Nghiêm dễ thế nhỉ? Mình chưa kịp làm gì. Đấy, anh em thấy không? Nhiều FPS quá đâm ra game nó bị dễ. Có Z của nó trong đấy. Hóa ra mình cầm à? Chạy loanh quanh đây biết luôn. Hóa ra mình cầm ạ. Hảo ra Canada. Last player standing. Ôi giời ơi. Nhờn. Đấy, anh em thấy mình bắn ghê không? Căn bản là có nhiều FPS đấy. Rồi, thế thôi nhá. Chúng ta chuyển game khác nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game ấy thôi. Đáng trơn mồm. Đó, anh em có thể thấy đây là tựa game gì, chắc mình không phải... Thôi, chắc mình không phải nói tên nữa. Tự nhiên tụt mút thế nhở. CSGO. Và với CSGO... Ôi, bắn mụn. Bắn trúng người nó rồi ạ. Máu tóe ra rồi này mà không chết ạ. Đúng là nhiều FPS cũng không giúp mình có thể gọi là nâng cao trình độ CSGO được. Anh em có thể thấy là với CSGO thì cỗ máy chúng ta có thể dễ dàng đặt cho anh em mức FPS từ 200 cho đến 300. Và lúc anh em bị hạ thì nó có thể lên tới là 5 đến 600, 300, 400 này. Nói chung là FPS CSGO thì dàn máy này phải nói là không phải suy nghĩ luôn. Chậm một nhịp. Nhận. Quen mồm. Đấy anh em thấy không? Nói chung là với CSGO thì cấu hình này giúp anh em GoPro được, ngon lành, đơn giản, easy. Kiểu này, đấy, kiểu như thế, đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là test bằng deathmatch thì nó cũng sẽ không nói lên được nhiều vấn đề lắm anh em ạ. Quan trọng là chúng ta vào game thực tế, khi mà trong cái môi trường game chúng ta sẽ có những cái ví dụ như là smoke này, những pha tactic này. Nhưng mà dĩ nhiên là FPS của deathmatch nó sẽ không thể cao bằng khi mà anh em chơi bình thường. Bởi vì thứ nhất, một cái map deathmatch như thế này nó sẽ có rất nhiều người. Thứ hai là di chuyển vị trí nó lung tung á, lúc thì lên, lúc thì xuống, nó sẽ không đều. Nhưng mà chủ yếu là sẽ giúp anh em có thể hình dung được là cái FPS chúng ta khi mà trong game nó sẽ mượt như thế nào, đúng không? Nó sẽ trồi sụt, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng mà trồi sụt, quan trọng nhất là nó có gây ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của anh em khi chơi hay không. Như mình nãy giờ mình trải nghiệm thì có vẻ như là không. Còn cái video capture ra thì mình không rõ là nó có bị giật hay không. Bởi vì là mình dùng cái máy capture nó cũng hơi yếu một chút. Nó không sao cả, quan trọng nhất là chúng ta. Thôi, mình test CSGO thế này thôi anh em nhé. Anh em thấy nó mượt rồi thế nào đúng không?
Và tựa game cuối cùng mà mình muốn test cho anh em ở đây đó là một tựa game AAA khác có tên là Red Dead Redemption 2. Và đây thì chúng ta cùng nghía qua setting nhá. Lại một lần nữa. Đã là test mà, tội gì chúng ta không ultra hết nhỉ? Ultra này. Ultra này. 2 2 ultra. Ultra. Đó, anh em có thể thấy là mình đã mạnh dạn đẩy setting của Red Dead Redemption lên ultra. Vâng, có nghĩa là đây là một tựa game AAA, anh em biết rồi. Vậy thì với mức setting ultra tất cả mọi thứ này, chúng ta sẽ chơi được Red Dead Redemption 2 ở mức FPS như thế nào? Có vẻ như là không được như kỳ vọng lắm nhỉ. Anh em sẽ có khoảng 26 FPS cho Red Dead Redemption 2 ở mức setting là ultra. Nhưng mà dĩ nhiên đó chỉ là mức setting để chúng ta test game thôi. Còn chơi thực tế thì để có thể tối ưu được mức FPS thì anh em sẽ hoàn toàn có thể giảm xuống một chút, đúng không? Mình nghĩ là với cấu hình này thì anh em để mức medium là chúng ta có thể hài hòa được cả về trải nghiệm FPS cũng như là cái mức trải nghiệm đồ họa của game sẽ được đảm bảo. Chúng ta có thể có được những sự thỏa mãn nhất định về mặt hình ảnh. Bởi vì cái tựa game này thì nó là game AAA mà, cho nên là dĩ nhiên nó không hề nhẹ một chút nào. Nhưng với cấu hình này chúng ta, một cấu hình gaming PC chưa tới 20 triệu mà anh em vẫn có thể chơi được những tựa game AAA một cách khá là thoải mái. Mình nghĩ đó là một sự đánh đổi đáng giá, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình sẽ để setting ở cái mức trung bình đi. Và khi mà setting chúng ta được chỉnh về medium thì ngay cái đoạn đầu game này tuyết rơi, bão tuyết rất là nhiều, particle rất là nhiều, rồi thêm cả cái hiệu ứng vật lý của tuyết ở dưới chân nữa, thì chúng ta vẫn có được một mức FPS có thể nói là được cải thiện tương đối so với mức là max setting ultra tất cả mọi thứ, đúng không? 38 cho đến 40 FPS thì đây không phải là mức FPS quá nhiều. Tuy nhiên thì với một tựa game nó không quá nặng tính hành động như là Red Dead Redemption, mà chúng ta sẽ trải nghiệm cốt truyện, trải nghiệm không gian, hình ảnh, đồ họa, bối cảnh, rồi thì những pha hành động của nó thì cũng không quá gay cấn, không quá nhiều, thì mình nghĩ là một mức FPS này là đủ để anh em có thể trải nghiệm được. Còn với những tựa game khác như là GTA 5 Online hay là những tựa game tương tự như vậy thì anh em hoàn toàn có thể thoải mái tự tin chiến với cấu hình này ở mức setting từ medium đến high thoải mái. Vâng, và đó là cấu hình gaming PC Sniper 6600, một cấu hình gaming PC có mức giá chưa tới 20 triệu đồng. Cụ thể như anh em thấy ở trên web của TNC, trong cái thời điểm mà video này lên sóng nó sẽ có giá là 19.390. Với sức mạnh đồ họa đến từ RX 6600. Có một số anh em sẽ hỏi là tại sao mình không dùng RTX 3050? Thì mình sẽ có một video ngay sau video này, chúng ta sẽ so sánh trực tiếp RX 6600 và RTX 3050 với nhiều tựa game AAA khác nhau để xem tại sao mình lại chọn nó nhá. Bởi vì mình xây dựng cấu hình PC này hướng đến là những anh em nào muốn chơi những tựa game eSports, những tựa game online ở mức setting cao, thậm chí anh em có thể GoPro một chút với màn hình 144Hz thì cấu hình này hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó của anh em. Và ngoài ra chúng ta vẫn có thể chơi được những tựa game AAA tại nhà để giải trí, để trải nghiệm những cái tinh hoa của nền gaming thế giới, đúng không? Và ngoài cái mức giá này ra thì anh em sẽ có được những cái ưu đãi quà tặng rất là hấp dẫn mà anh em có thể xem chi tiết ở đường link dưới phần mô tả video này, hoặc là mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em với hai option. Option thứ nhất là anh em sẽ được tặng chuột, phím, tai nghe, bàn gì đó, chuột, tai nghe và bàn gì, quên mất, không có bàn phím. Và anh em sẽ còn có thêm một loạt phiếu mua hàng để có thể chọn mua thêm những cái sản phẩm khác tại TNC Store với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều. Và option quà tặng thứ hai đó là anh em sẽ được giảm trực tiếp 600 ngàn vào giá bán. Lúc này thì cấu hình này chúng ta sẽ chỉ còn là 18 triệu 700 ngàn, quanh quẩn đó mà thôi. Vậy thì anh em nghĩ sao về cấu hình này? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.